Vâng, em tiếp tục muốn giới thiệu với các bác một dòng loa súp bãi bát 40 súp điện. Với cái quả súp này thì nói nó cực là đẹp, nhưng chỉ có vài quả thôi các bác nhá. Đấy, anh em đang tháo hết ra vệ sinh và tên của nó là GRF các bạn. Đấy. Đây, anh em vệ sinh thì tháo hết ra để vệ sinh. Cũng là tháo ra để cho các bác xem cái chi tiết của cái bát súp. Nó là dạng màng giấy nhưng mà xếp lớp kiểu như da rắn. Vâng nha. Đấy. Màng giấy bao giờ chất âm của nó rất là hay, và đặc biệt nó kiểu dạng da rắn xếp xếp như ô tổ ong này này. Đấy, chất âm nó cực kỳ luôn. Và đặc biệt rất hiếm cái dòng súp 40 mà được sử dụng cái gân này. Gân này là gân mút xốp. Gân mút xốp. Nhưng mà nó nói chung gân này thì gần như không bao giờ lo hỏng. Đấy. Gân mút xốp nhưng mà nó rất là chắc, và cái gân này nó sản xuất không thể lo hỏng được. Em chưa thấy cái nào mục. Thì trước đây em cũng có lấy được cái lô sản phẩm mấy lô như này rồi. Đấy, được sử dụng gân mút xốp nhưng mà cực bền, và màng của nó cực kỳ đặc biệt nhá. Đấy. Ấn tượng của nó là đây, giác cắm nhá. Đấy. Giác cắm. Giác cắm vào vị công suất. Đây là nó hàn này, nguyên bản này. Các bác nhá, hàn nguyên bản và giác cắm. Từ của nó thì tầm khoảng 18-19, đạt tiêu chuẩn của súp 40. Đấy, côn nó thì là dạng côn 75-77. Đấy, đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Đấy, cực đẹp luôn, gần như mới luôn các bác ạ. Đấy, em tháo hết ra để các bác xem. Và đây đằng sau của nó đây, đằng sau của quả súp này. Đấy, cũng có pha này, 0180 này, inwood này. Đấy, chỉnh bằng chìm nhá. Đấy, các bác thấy chưa, to nhỏ chìm nhá. Đấy, trẻ nhỏ không nghịch được. Điện 220 công tắc nguồn đằng sau. Đấy, dây nguồn rất là đẹp, nó còn cực kỳ là đẹp và xuất sắc nha. Đấy, mời các bác cùng xem. Và cái nguồn của nó thì to kinh khủng, như cái cục đẩy luôn, như cục đẩy công suất lớn ấy. Đấy, nguồn nó khủng khiếp thế mà các bác ơi. Đấy, vì công suất kìa. Đấy, cực kỳ là đẹp nhá, vì công suất ấy. Đấy, mời các bác cùng xem. Khủng luôn các bác nhá, cực kỳ là khủng, mềm rất là to. Và cái thùng vách thì cực đẹp rồi, bông tiêu âm này, bông tiêu âm các bạn thấy chưa. Đấy, bông tiêu âm nha. Nó là dạng súp hầm các bạn, nó là dạng súp hầm, chất âm của nó lan tỏa rất là hay. Đấy, cực kỳ là đẹp nha các bạn nhá. Bên em là tháo vệ sinh rất là kỹ lưỡng, và bên này là những bộ mic bãi, anh em đang vệ sinh, tháo hết ra vệ sinh. Và bên em đã làm mic bãi thì cực đẹp các bác nhá. Vệ sinh và ghép đôi, đánh số đâu ra đấy các bác ạ. Đây, những bộ mic bãi đời 780 này. Đấy, 780 nhá các bác nhá. 780, 790 có đủ. Anh em tháo hết ra để vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Đấy. Đời màu sơn lam 7 màu các bác, đẹp lắm các bác nhá. Anh em đang tháo vệ sinh từng lô một. Súp này, loa bốt Mỹ này, bốt Mỹ đặc biệt cái đời thùng ghi này, đời này nó rất là quý này. Đấy, đời này thậm chí nhiều anh em thích hơn cả màu vàng các bạn. Đấy, cái này mà giá rất là yêu thương nha các bạn nhé. Bốt 301C2, bên em đang vệ sinh và có những cặp phải thay gân. Đấy, có những cặp thì không phải thay, ví dụ đây có những chiếc phải thay gân, em đang cho anh em vệ sinh và thay gân. Cái màng nó rất là đẹp nha các bác nhá. Đây này, nó là theo thời gian thôi, không sơn màng không gì, để nguyên như này em thay gân vào thôi. Đấy, rất là đẹp, theo đúng đây các bác nhìn này, nhìn màng chất lượng nó đanh, nó vẫn còn nguyên này, vẫn còn những cái phấn này, rất là đẹp các bác nhá. Bên em đang cho anh em vệ sinh và dọn. Đấy, video này em giới thiệu là chủ đạo về những con quả súp điện đẳng cấp này. Đấy, anh em đang vệ sinh tiếp. Và đây những quả súp 5S, anh em đang tháo vệ sinh tiếp các bác nhá. 5S và B3.
Đây là súp này là súp 50, súp hơi. Đấy. Còn quả này là súp điện các bạn nhá. Anh nhà bên Ngọc Quang làm vệ sinh rất là nhiều hàng liên tục các bạn, hoạt động và làm hàng những sản phẩm mic bãi rồi súp rồi loa các loại, đủ hết các loại nhá. Cảm ơn các bác. Các bác nhu cầu hãy liên hệ với em theo số 0975 962 167 và 0963 179 989. Cảm ơn các bác.